Rất vui được gặp lại quý vị và các bạn trong thời lượng của tin mới. Cảm ơn quý vị đã dành ra ít phút mỗi ngày đồng hành cùng chúng tôi để có thể cập nhật những tin tức nóng nhất, những sự kiện đáng chú ý diễn ra trong ngày cùng với kênh Tin Mới. Đến với bản tin ngày hôm nay sẽ có các nội dung đáng chú ý ngay sau đây. 8.377 người mắc COVID-19 trong ngày 3 tháng 8, thành phố Hồ Chí Minh có 4.171 ca. Hà Nội thêm 14 ca dương tính SARS-CoV-2, 3 F0 liên quan công ty Thanh Nga. Thành phố Hồ Chí Minh vừa tiếp nhận gần 660.000 liều vaccine AstraZeneca. Quảng Ngãi, Ninh Bình, nhiều người về từ phía Nam dương tính SARS-CoV-2. Thành phố Hồ Chí Minh xử lý trách nhiệm người đứng đầu cơ sở y tế từ chối bệnh nhân. Sau đây là thông tin chi tiết. Người mắc COVID-19 trong ngày 3 tháng 8, thành phố Hồ Chí Minh có 4.171 ca. Theo số liệu thống kê trên hệ thống quốc gia quản lý ca bệnh COVID-19, tính từ 18:30 ngày 2 tháng 8 đến 19:00 ngày 3 tháng 8, thành phố Hồ Chí Minh có thêm 4.171 ca mắc mới. Tiếp đó là Bình Dương 1.606, Long An 566, Đồng Nai 364. Các tỉnh thành khác ghi nhận số ca mắc mới gồm Tây Ninh 298, Khánh Hòa 189, Đồng Tháp 141, Cần Thơ 120, Bến Tre 98, Hà Nội 98, Bà Rịa Vũng Tàu 81, Vĩnh Long 72, Bình Thuận 72, Đà Nẵng 66, Phú Yên 60, Gia Lai 39, Sóc Trăng 33, Trà Vinh 33, Đắk Lắk 29, Ninh Thuận 29, An Giang 26, Quảng Ngãi 23, Bình Định 18, Đắk Nông 16, Kiên Giang 16, Hậu Giang 16, Nghệ An 12, Quảng Nam 12, Thừa Thiên Huế 9, Lào Cai 8, Hà Tĩnh 7, Ninh Bình 7, Bạc Liêu 6, Bình Phước 5, Quảng Trị 4, Kon Tum 4, Phú Thọ 3, Sơn La 3, Hải Dương 3, Thanh Hóa 3, Quảng Bình 3, Điện Biên 2, Vĩnh Phúc 2, Bắc Giang 2, Hưng Yên 1, Cà Mau 1, trong đó 1.570 ca được ghi nhận trong cộng đồng. 8. Khánh Hòa 189, Đồng Tháp 141, Cần Thơ 120, Bến Tre 98, Hà Nội 98, Bà Rịa Vũng Tàu 81, Vĩnh Long 72, Bình Thuận 72, Đà Nẵng 66, Phú Yên 60, Gia Lai 39, Sóc Trăng 33, Trà Vinh 33, Đắk Lắk 29, Ninh Thuận 29, An Giang 26, Quảng Ngãi 23, Bình Định 18, Đắk Nông 16, Kiên Giang 16, Hậu Giang 16, Nghệ An 12, Quảng Nam 12, Thừa Thiên Huế 9, Lào Cai 8, Hà Tĩnh 7, Ninh Bình 7, Bạc Liêu 6, Bình Phước 5, Quảng Trị 4, Kon Tum 4, Phú Thọ 3, Sơn La 3, Hải Dương 3, Thanh Hóa 3, Quảng Bình 3, Điện Biên 2, Vĩnh Phúc 2, Bắc Giang 2, Hưng Yên 1, Cà Mau 1, trong đó 1.570 ca trong cộng đồng. Hà Nội thêm 14 ca dương tính SARS-CoV-2, 3 F0 liên quan công ty Thanh Nga. Tối nay, Hà Nội tiếp tục ghi nhận thêm 14 ca dương tính SARS-CoV-2 mới, trong đó có 9 ca tại cộng đồng, 5 ca tại khu cách ly. Phân bố 14 ca dương tính mới theo chùm ca bệnh: ho sốt thứ phát 12, sàng lọc ho sốt 1, liên quan Bắc Giang tại công ty S 1. Như vậy, trong ngày hôm nay, Hà Nội ghi nhận tổng cộng 66 trường hợp dương tính mới. Thông tin cụ thể 14 ca dương tính mới ghi nhận như sau: chùm ho sốt thứ phát 12 ca. Các ca dương tính SARS-CoV-2 có địa chỉ tại Thanh Trì 6 ca, Đan Phượng 1 ca, Cầu Giấy 1 ca, Hoàn Kiếm 1 ca, Đống Đa 3 ca. Đáng chú ý có 3 trường hợp có liên quan đến công ty thực phẩm Thanh Nga. Ngày 2 tháng 8, các bệnh nhân được lấy mẫu xét nghiệm kết quả dương tính, CDC Hà Nội thực hiện. Chùm ho sốt cộng đồng 1 ca, bệnh nhân DTT, nữ sinh năm 2001, địa chỉ tại Tam Hiệp, Thanh Trì. Bệnh nhân có biểu hiện sốt đau họng ngày 2 tháng 8, được lấy mẫu xét nghiệm và có kết quả dương tính, CDC Hà Nội thực hiện. Chùm liên quan Bắc Giang tại công ty S, khu công nghiệp Thăng Long 1 ca. Bệnh nhân NTHV, nữ sinh năm 1991, địa chỉ tại Đại Mạch, Đông Anh. Bệnh nhân là công nhân công ty S được cách ly tập trung tại khu cách ly FPT Thạch Thất. Ngày 29 tháng 7, bệnh nhân được kết thúc cách ly về theo dõi sức khỏe tại nhà.
Ngày 30 tháng 7, bệnh nhân có biểu hiện sốt, đau họng, được Trung tâm Y tế Đông Anh làm test nhanh dương tính và chuyển bệnh nhân vào Bệnh viện Đức Giang. Ngày 2 tháng 8, bệnh nhân có kết quả RT-PCR dương tính. Trong đợt dịch thứ tư từ ngày 29 tháng 4, Hà Nội ghi nhận 1.410 ca. Trong đó, số F0 ghi nhận trong cộng đồng là 852 ca, số F0 là đối tượng đã được cách ly 557 ca. Thành phố Hồ Chí Minh vừa tiếp nhận gần 660.000 liều vaccine AstraZeneca. Thành phố Hồ Chí Minh sẽ bắt đầu đợt tiêm chủng thứ 6 bằng lô vaccine AstraZeneca vừa được Bộ Y tế phân bổ chiều 3 tháng 8. Trao đổi với Dinh chiều 3 tháng 8, Phó Giám đốc Sở Y tế Thành phố Hồ Chí Minh Nguyễn Hoài Nam cho biết, thành phố vừa tiếp nhận thêm 659.500 liều vaccine AstraZeneca do Bộ Y tế phân bổ. Đây là đợt phân bổ vaccine lần thứ 17 của Bộ Y tế cho Thành phố Hồ Chí Minh. Theo ông Nam, đợt tiêm thứ 6 của Thành phố Hồ Chí Minh sẽ sử dụng lô vaccine này. Tại cuộc họp báo sáng nay, ông Dương Anh Đức, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh cho biết, Thành phố Hồ Chí Minh đã hoàn thành đợt tiêm chủng thứ 5 sau 10 ngày, từ 22 tháng 7 với 920.329 liều, tổng cộng 1.039 người có phản ứng sau 30 phút tiêm, tất cả đều an toàn, hầu hết chỉ gặp triệu chứng nhẹ và đã được xử lý. Thành phố Hồ Chí Minh sẽ bắt đầu đợt tiêm vaccine thứ 6 từ 3 tháng 8 và dự kiến kéo dài đến hết tháng 8. Nếu được cung cấp đầy đủ vaccine, thành phố cố gắng đạt mục tiêu tiêm cho 70% người trên 18 tuổi tại Thành phố Hồ Chí Minh trong tháng này. Để đạt mục tiêu này, thành phố đề xuất Bộ Y tế cấp 5-5,5 triệu liều vaccine trong tháng 8. Theo thống kê, Thành phố Hồ Chí Minh hiện có khoảng 7 triệu người từ 18 tuổi trở lên. Ngoài việc tiêm mũi 1 cho người dân, thành phố còn phải tính toán tiêm mũi 2 cho người đã tiêm mũi 1. Về năng lực tổ chức tiêm, ông Đức cho biết, Thành phố Hồ Chí Minh có thể đạt tốc độ 300.000 liều trên ngày, theo công suất của 1.200 đội hiện nay. Nếu được cấp vaccine đúng tiến độ, thành phố sẽ hoàn thành mục tiêu đặt ra. Đợt tiêm thứ 5 của Thành phố Hồ Chí Minh bắt đầu từ ngày 22 tháng 7. Toàn thành phố hiện có 1.200 đội tiêm làm việc toàn thời gian, không giới hạn số người tiêm mỗi buổi tiêm. Thời gian tiêm có thể kéo dài sau 18 giờ và mỗi đội có thể tiêm hơn 200 người trên ngày. Tính đến hết ngày 31 tháng 7, Trung tâm Kiểm soát Bệnh tật Thành phố Hồ Chí Minh đã nhận được sự phân bổ của Bộ Y tế và tiếp nhận tại kho của Bệnh viện Pasteur Thành phố Hồ Chí Minh khoảng hơn 2,5 triệu liều vaccine. Trong đó có vaccine AstraZeneca, Pfizer, Verocell và Moderna. Riêng vaccine Verocell của Sinopharm đang chờ Bộ Y tế thẩm định nên chưa đưa vào sử dụng. Từ 27 tháng 4 đến 3 tháng 8, Thành phố Hồ Chí Minh ghi nhận 100.557 ca nhiễm, hiện là tâm dịch lớn nhất cả nước. Quảng Ngãi, Ninh Bình, nhiều người về từ phía Nam dương tính SARS-CoV-2. Ngày 3 tháng 8, Sở Y tế Quảng Ngãi thông tin 19 trường hợp mắc COVID-19 mới đều trở về từ Thành phố Hồ Chí Minh và Bình Dương bằng xe cá nhân. Các ca mắc mới tại Ninh Bình cũng đều trở về từ Thành phố Hồ Chí Minh. Quảng Ngãi 19 ca mắc mới. Theo Sở Y tế Quảng Ngãi, cả 19 trường hợp vừa ghi nhận mắc COVID-19 đều ở Thành phố Hồ Chí Minh và Bình Dương về Quảng Ngãi bằng xe cá nhân. Những người này được đưa đi cách ly tập trung ngay sau khi về đến chốt kiểm dịch phía Nam của tỉnh Quảng Ngãi. Từ 15 tháng 7 đến nay, tỉnh Quảng Ngãi có 45 người mắc COVID-19 được phát hiện trong số hơn 8.000 người trở về từ các tỉnh phía Nam. Tính chung trong đợt dịch thứ tư dịch COVID-19, tỉnh Quảng Ngãi đã ghi nhận 300 người mắc bệnh. Theo Sở Y tế Quảng Ngãi, hiện số người cách ly tập trung trên địa bàn tỉnh rất đông. Đến nay đã xác định hơn 40 trường hợp là F1 trở thành F0 sau một thời gian ủ bệnh. Nguy cơ lây nhiễm chéo đang hiện hữu ở các khu cách ly tập trung của tỉnh. Do đó, việc quản lý tốt các khu cách ly tập trung có ý nghĩa quan trọng trong việc khống chế dịch bệnh. Hiện các khu cách ly trên địa bàn Quảng Ngãi đã tiến hành phân khu cách ly có nguy cơ từ thấp đến cao và lựa chọn ưu tiên lấy mẫu xét nghiệm phù hợp. Tại mỗi khu cách ly được bố trí phòng đệm, phòng cách ly tạm thời theo quy định. Việc sắp xếp số lượng người theo hướng giảm mật độ để tránh lây nhiễm chéo. Tuy nhiên, một số người cách ly vẫn vi phạm nội quy. Mới đây, Ủy ban Nhân dân tỉnh Quảng Ngãi đã có văn bản chấn chỉnh hoạt động tại các khu cách ly tập trung, trong đó yêu cầu làm rõ trách nhiệm của từng ngành, địa phương để hạn chế nguy cơ lây nhiễm chéo dịch COVID-19 và ngăn ngừa lây nhiễm ra cộng đồng. Ninh Bình liên tiếp phát hiện nhiều ca mắc COVID-19 đều về từ Thành phố Hồ Chí Minh. Từ 1 đến 2 tháng 8, tỉnh Ninh Bình có thêm 21 ca mắc COVID-19 mới. Các ca bệnh đều quê ở huyện Kim Sơn trở về từ Thành phố Hồ Chí Minh và được cách ly tập trung.
Ngày 3 tháng 8, thông tin từ ngành y tế tỉnh Ninh Bình cho biết, huyện Kim Sơn vừa ghi nhận thêm 5 ca mắc COVID-19 mới, đều là những trường hợp về từ thành phố Hồ Chí Minh được cách ly tập trung. Ngày 3 tháng 8, thông tin từ ngành y tế tỉnh Ninh Bình cho biết, huyện Kim Sơn vừa ghi nhận thêm 5 ca mắc COVID-19 mới, đều là những trường hợp về từ thành phố Hồ Chí Minh được cách ly tập trung. Hiện nay, toàn huyện Kim Sơn có 28 ca mắc COVID-19, toàn tỉnh Ninh Bình có 37 ca bệnh. Ngày 2 tháng 8, sau khi phát hiện 5 ca dương tính với SARS-CoV-2, xét nghiệm bằng kỹ thuật real-time PCR, ngành y tế tỉnh Ninh Bình đã chuyển các bệnh nhân đến cách ly điều trị tại phòng khám đa khoa khu vực Cầu Yên, huyện Hoa Lư. Trước đó, ngày 1 tháng 8, tỉnh Ninh Bình ghi nhận 16 ca bệnh mới, 15 trường hợp về từ thành phố Hồ Chí Minh và 1 trường hợp về từ tỉnh Khánh Hòa. Về địa phương, ngày 25 tháng 7, tự cách ly tại nhà xã Văn Hải. Ngày 30 tháng 7, chuyển cách ly tại trạm y tế xã Văn Hải, huyện Kim Sơn. Huyện Kim Sơn hiện nay đang là địa bàn nóng của tỉnh Ninh Bình khi liên tiếp ghi nhận nhiều ca mắc COVID-19 mới. Toàn huyện hiện đang cách ly y tế cho trên 2,2 nghìn trường hợp, trong đó cách ly tại 15 cơ sở y tế và khu cách ly tập trung của huyện là trên 900 trường hợp, còn lại cách ly tại nhà và nơi lưu trú là trên 1.300 trường hợp. Hầu hết tất cả các trường hợp đều về từ thành phố Hồ Chí Minh. Phòng khám đa khoa khu vực Cầu Yên nơi đang điều trị cho các ca mắc COVID-19 tại tỉnh Ninh Bình. Trước diễn biến phức tạp của dịch bệnh, huyện Kim Sơn đang khẩn trương chuẩn bị các điều kiện thành lập cơ sở điều trị cho bệnh nhân COVID-19. Đồng thời, lực lượng chức năng của huyện này đang tăng cường siết chặt hơn các biện pháp phòng chống dịch như thành lập các điểm kiểm soát, xét nghiệm sàng lọc các trường hợp về từ vùng dịch, chuẩn bị cơ sở vật chất trong các khu cách ly y tế tập trung, tăng cường năng lực hoạt động, nguồn nhân lực chốt kiểm soát dịch bệnh tại các cửa ngõ ra vào huyện. Thành phố Hồ Chí Minh xử lý trách nhiệm người đứng đầu cơ sở y tế từ chối bệnh nhân. Ngày 3 tháng 8, Phó Giám đốc Sở Y tế Thành phố Hồ Chí Minh Tăng Trí Thượng có công văn gửi Trung tâm cấp cứu 115 Thành phố Hồ Chí Minh và các bệnh viện trong ngoài công lập, bệnh viện điều trị COVID-19, trung tâm y tế ở 22 địa phương và các khu cách ly tập trung. Theo đó, Sở Y tế lưu ý các đơn vị phải tổ chức tốt việc cấp cứu khám chữa bệnh cho người dân, đặc biệt là trường hợp F0. Bảo đảm tất cả người bệnh cấp cứu được khám, điều trị kịp thời, tuyệt đối không được từ chối hoặc xử lý chậm trễ bất cứ trường hợp cấp cứu nào được chuyển đến, công văn nêu. Nếu người bệnh được chuyển trái tuyến, trái chuyên khoa vẫn phải tiếp nhận người bệnh và xử lý cấp cứu ban đầu ổn định, giải thích đầy đủ cho người bệnh hoặc người nhà người bệnh trước khi chuyển đi bệnh viện khác. Thanh tra sở phối hợp với phòng nghiệp vụ y, văn phòng sở sẽ ghi nhận các trường hợp từ chối hoặc xử lý chậm trễ việc tiếp nhận, điều trị người bệnh. Báo cáo Ban Giám đốc Sở Y tế xem xét xử lý vi phạm theo quy định pháp luật về công chức, viên chức, cá nhân, tổ chức liên quan và trách nhiệm người đứng đầu. Trước đó, ngày 31 tháng 7, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh Nguyễn Thành Phong đã có văn bản 2553 về tăng cường tiếp nhận điều trị người mắc COVID-19 khi chuyển đến bệnh viện tại thành phố. Thành phố yêu cầu tất cả bệnh viện công lập và ngoài công lập bảo đảm quy chế thường trực theo 4 cấp, trực lãnh đạo, trực chuyên môn, trực hành chính, hậu cần và trực bảo vệ, tự vệ, đảm bảo thường trực đường dây nóng 24/24 để chỉ đạo phối hợp, chi viện ứng cứu trong trường hợp khẩn cấp. Thành phố Hồ Chí Minh áp dụng chỉ thị 16 từ 0 giờ mùng 9 tháng 7. Từ 24 tháng 7, thành phố siết chặt hơn nhiều quy định trong giai đoạn giãn cách, thu hẹp nhóm đối tượng được phép hoạt động. Từ 26 tháng 7, người dân Thành phố Hồ Chí Minh được yêu cầu hạn chế ra đường sau 18 giờ đến 6 giờ mỗi ngày. Ngày 1 tháng 8, Ủy ban Nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh ra công văn quyết định kéo dài chỉ thị 16 cùng các biện pháp siết chặt thêm 2 tuần từ 0 giờ ngày 2 tháng 8. Từ 27 tháng 4 đến sáng 3 tháng 8, Thành phố Hồ Chí Minh ghi nhận 100.557 ca nhiễm, hiện là tâm dịch lớn nhất cả nước. Bản tin vừa rồi cũng đã kết thúc chương trình của Tin Mới. Cảm ơn quý vị và các bạn đã chú ý theo dõi. Mọi đóng góp của quý vị hãy để lại trong phần bình luận của video này để chúng tôi có thể kịp thời giải đáp.